Xin chào các bạn, mến chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Hôm nay mình làm món cánh gà chiên trong nồi không dầu với công thức là 2 pound cánh gà, gồm có hành lá, tỏi, gừng và tiêu. Đây là chén bột năng, có muối, đường, chút xíu bột ngọt, bột ớt và bột tỏi. Xin mời các bạn cùng vào bếp chung với mình để làm món cánh gà chiên nồi không dầu. Đây là 2 pound cánh gà mình rửa sạch. Bây giờ mình phải lau cho nó khô trước khi mình ướp. Đây bao gồm là mình có nửa muỗng cà phê bột ớt, nửa muỗng cà phê bột tỏi, 1/4 bột ngọt. Trộn đều lên. Thì cái này á, mình sẽ ướp nó là khoảng 2 tiếng đồng hồ cho nó ngấm cái gia vị vô thì mình ăn nó mới ngon. Nó nghỉ 2 tiếng. Còn đây là bột bắp. Thì trong này mình có là 3 muỗng bột bắp, có chút xíu tiêu, tỏi, hành lá và củ gừng. Chút xíu mình sẽ phi lên cái mấy cái này để mình trộn vô sau. Còn cái này một chút xíu trước khi mình chiên trong nồi không dầu mình sẽ trộn với cánh gà sau. Các bạn, trong thời gian mình ướp cánh gà để đó cho nó ngấm, bây giờ mình sẽ rang muối tiêu. Thank you.
qua cái chảo để mình phi cái tỏi với gừng. Vậy thì mình đã xong được cái phần này rồi. Mình lấy ra. Không dầu của mình thì ở đây mình bấm lên cái air fry chỉnh với cái chế độ cánh gà, thì ở đây nó có 40 phút, mà nhiệt độ nó hơi cao thì mình chỉnh cái nhiệt độ nó qua 400 thôi. Yeah.
Mình đã sắp cánh gà vào trong cái khay như vậy để cho nó đều, không có bị chồng lên với nhau, rồi mình sẽ nướng tiếp nha các bạn. Các bạn, cánh gà hồi nãy giờ mình đã nướng được 25 phút rồi, thì bây giờ đồng hồ nó còn 15 phút, mình sẽ trở cái mặt bên kia cho nó vàng bên kia nữa là được nha các bạn. Tiếp tục nướng. Các bạn, cánh gà của mình nướng bây giờ là gần được rồi. Nó chỉ còn có một và chưa tới một phút. Khoảng một phút nữa là sẽ chín cánh gà, mình sẽ lấy ra và mình sẽ trộn với lại muối tiêu, hành phi, rồi gừng hồi nãy mình đã phi. Đó, bây giờ cánh gà đã chín. Mình sẽ gấp cánh gà ra. Mình sẽ trộn với lại hành gừng với lại muối tiêu vô nha các bạn. Thì tùy theo mình cho từ từ, mình nêm với cái độ đủ mặn của mình á, thì mình coi thử coi nó vừa ăn với mình. Thì cánh gà của mình đã nướng xong trong nồi chiên không dầu, đã thành phẩm. Và trong đó thì mình cũng có kèm theo một dĩa salad để ăn kèm chung với cánh gà cho nó bắt mắt hơn.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay, cho mình xin một like và chia sẻ để động lực cho mình làm video kế tiếp. Xin chào các bạn và chúc các bạn một món ăn ngon cuối tuần. Bye bye, hẹn gặp lại trong video lần tới.